Hiện tại giờ là ba anh em đang tới trước cửa Thạch Động. Thì nãy chúng ta đã qua bên kia uống cà phê rồi, thì bây giờ mình về đây mình viếng chỗ Thạch Động, ghi tích thắng cảnh của Hà Tiên, một trong những tên tuổi đi vào lịch sử. Sao anh? Hiện tại bây giờ chúng ta đang đứng ở chỗ bia Căm Thù nè. 14 tháng 3 năm 1978. Đúng rồi, chỗ anh qua đây chiếc này đã tàn sát 130 người. Đây là di tích lịch sử đúng không? Tại Mỹ Đức, bọn diệt chủng Pol Pot đã tàn sát 130 người. Đây là một cái di tích lịch sử các quốc gia của thành phố Hà Tiên. Đây, bây giờ ba anh em mình bắt đầu đi vào bên trong để tham quan di tích Thạch Động. Rồi, mua vé người ơi. Xin mời cô chú anh chị em và các bạn mình hãy cùng theo ba anh em đi vào bên trong xem Thạch Động bên trong có những gì, di tích quốc gia. Thôi thì chúng ta phải mua vé, được vé 20 người cũng được hả? Ủa lộn, 20 nghìn. Giờ này cũng 12 giờ rưỡi rồi. Rất là đông ở bên ngoài nha bà con. Thập phương thành quan du lịch. Thì ba anh em này vừa lỡ bộ 108 cái bậc thang. Rồi nó mệt. Đây bắt đầu là tới cái bậc đá. Đi lên cái mỏm đá. Đây cái mỏm đá dựng nha bà con. Mỏm đá rồng tự nhiên mỏ két rồi đó. Bước 100 mấy cái bậc thang à. Giờ lên thì mệt quá. Giờ mà bà con lên trên tiếp tục. Chúng ta sẽ vào Thạch Động, Thạch Xanh. Nói chứ nhiều khi vô trong hệ mà họ ghi không được. Có cái ghi không được luôn. Muốn hiểu. Ra ngoài kia vậy đó chứ vô trong cái ghi có cái rộng ghi không được. Đi. Vô. Anh ghi đi. Rồi bắt đầu ba anh em bước vào Thạch Động. Vào cái hang vào bên trong. Chúng ta sẽ đi vào hang động của Thạch Động Hà Tiên. Khách thập phương tham quan rất là nhiều luôn. Đây là cảnh hang động thiên nhiên tự nhiên. Đi lên một hang. Cách 4 lầu à. Đây hang động tự nhiên, thiên nhiên không có chỉnh sửa nha bà con. Quá đẹp luôn á nha các bạn. Đó, hiện tại bây giờ dưới có vậy em đại bàng, hôm nay là tầng 2 rồi. Tầng 2. Giờ không biết luôn ha, chỗ đó cái hòn cái động này luôn. Đó. Hiểu chưa? Huyền bí không? Đó, trẻ em đôi luôn đó. Ê, nên tới chơi luôn nè. Thiên nhiên luôn nha bà con. Đây, hai bạn thấy một cái cảnh quan của Hà Tiên như thế nào? Nói về Thạch Động. Cảm thấy rất tuyệt vời. Và nó đẹp, nó có tạo ra những cái nét huyền bí để cho cô bác rồi tới giếng thế giới tâm linh. Tạo ra hiền bớt mấy trăm gram đi chứ giờ mình không giữ quá rồi. Bây giờ mình từ từ mình lên đây mình hiền bớt đi ha. Anh Sang là cũng là lần đầu tiên đến Thạch Động ha. Lần đầu tiên Sang lần đầu tiên tới đây. Cảnh cảnh đẹp của Hà Tiên là đúng rồi. Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé thăm nơi miền ước mơ. Quá tuyệt vời. Tiên mến yêu đẹp như giấc mơ xa cách tôi còn nhớ. Trời ơi. Tuyệt vời các bạn. Hà Tiên rất đẹp nha. Chị Bảy nhờ chị Bảy cầm máy giùm mình cái để mình ghi ba anh em. Chào bà con. Ba anh em có mặt ở tại Thạch Động. Thạch Động là cảnh quan quá nhìn biết tuyệt vời. Thì một tí xíu hình ảnh để chia sẻ cùng cô chú chị em xem vui. Nói về Thạch Động Hà Tiên. Anh trai Vi Diệu ở đâu mới vậy? Gì á? Chị Đắc hả? Không phải. Thì ra vậy. Anh này cũng là hướng viên gì? Tôi ở dưới gầm tàu nhà hôm nay. Ok, cảm ơn chị Bảy rất nhiều ha chị Bảy ha. Ok, cảm ơn chị Bảy nha. Chị Bảy ở đâu lận? Chị Bảy này ở Hà Tiên. Đây, kiệt tác thiên nhiên ở phía trên nè bà con. Có bạn bồ câu đang bay trên đó luôn. Cái hang động nè. Chim tiên.
Wow. Một cái kiệt tác thiên nhiên đã tạo quá đã ban tặng cho Hà Tiên. Đây một cái mỏm đá hồng xuống thì lúc nào cũng có nước như thế này, dù không mưa gió hay dù trời nắng hay là như thế nào cũng có nước đi xuống gì. Thì đây ở trên nó đâu có giếng nào đâu, đó nó gọi là một cái kiệt tác thiên nhiên mà đã tạo quá đã ban tặng cho Hà Tiên. Hôm nay dẫn hai anh bạn để tham quan thì lấy cái nước này mình có thể là hứng vô tay mình liếm miếng để cho sức khỏe mình tốt hơn. Rồi đó đây là anh cứ hả học ra cho tử vỏ nhỏ nhọt luôn. À, đây kiệt tác thiên nhiên đó là một cái mỏm đá hồng xuống. À, lúc nào cũng có nước giọt nhiễu giọt nha bà con.